chào mọi người đến với kênh truyện của Giao Y Viên. Hôm nay Mộc Nhiên xin mời mọi người tiếp tục câu chuyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia, tác giả Tử Sắc Mộc Ốc, dịch và đọc bởi Mộc Nhiên. Chương 51. Lý Tình lên đài. Lý Lạc bước đến trước mặt Dương lão phu nhân, ngoan ngoãn hành lễ. Con chào ngoại nãi nãi. Ngoại nãi nãi khỏe không ạ? À? Khỏe khỏe khỏe, thật là bé ngoan. Dương lão phu nhân xoa mặt Lý Lạc, tặng Lý Lạc một túi tiền nhân quà gặp mặt. Cầm đi chơi đi. Đa tạ ngoại nãi nãi. Lý Lạc giao túi tiền cho Bình An. Lạc nhi, ta chính là đại bá mẫu của con. Dương phu nhân mở miệng, không còn ngữ khí sắc bén như ngày ấy. Hôm nay nàng thật giống như một nữ nhân dịu dàng đoan trang. Con chào đại bá mẫu. Lý Lạc không hành lễ, chỉ ngọt ngào gọi một tiếng. Quan viên triều đình tứ phẩm trở lên mới có cáo mệnh, trượng phu nàng mới ngũ phẩm, phu nhân quan ngũ phẩm chỉ có thể xưng là phu nhân quan ngũ phẩm. Lý Lạc là nhất phẩm hầu gia, hơn nữa không phải là chất tử ruột thịt của Dương phu nhân, cho nên có thể miễn hành lễ. Đứa nhỏ này thật là tuấn tiếu, muội tử càng ngày càng có phúc phần. Dương phu nhân nói, cũng lấy ra túi tiền. Đại bá mẫu tặng con ít đồ chơi, đi chơi đi. Con cảm ơn đại bá mẫu. Lý Lạc nói, Dương phu nhân giới thiệu con dâu. Lạc nhi, đây là biểu tẩu. Biểu tẩu khỏe. Con dâu của Dương phu nhân là một nữ nhân dung mạo bình thường nhưng trông khá phúc hậu. Kế tiếp là Lý Tinh. Con chào cô mẫu. Lý Tinh có vẻ đứng tuổi hơn so với các phu nhân quan gia khác. Lý Lạc tuổi này có thể làm tôn tử của nàng. Thời còn là tiểu thư, nàng tương đối ít nói, phải bảo vệ đệ đệ Lý Húc, còn phải đề phòng hạ nhân trong nhà. Sau này Lý Húc tới quân doanh, để nàng ở nhà một mình. Mãi cho tới khi nàng thành thân, Lý Húc vẫn không trở về. Nàng đối xử với nữ nhi trước của trượng phu khá tốt, đồng cảm vì mẫu thân cũng qua đời. Nhìn thấy tiểu cô nương, phảng phất như nhìn thấy chính mình. Cho nên sau khi thành thân, cuộc sống của nàng ở nhà trượng phu rất hạnh phúc. Nhưng mấy năm nay, bệnh tình trượng phu dai dẳng không dứt, tiền tài trong nhà đều dùng để chữa bệnh, thế nên tiền trong túi hơi ọp ẹp. Lần này tới hầu phủ, mặc dù y phục trên người bà là mẫu mới nhất, tốt nhất, nhưng vẫn có thể thấy đây là kiểu dáng năm ngoái. Hay, Lạc Nhi thật là thông tuệ đáng yêu, mau, mau cho cô mẫu ôm một cái. Lý Húc không có nhiều con nối dõi, hiện tại có thêm Lý Lạc. Lý Tình thực sự cao hứng. Trên thế giới này, nếu có một người thực sự quan tâm tới Lý Lạc từ trái tim, vui mừng vì hắn trở về nhà, thì đó chính là Lý Tình. Lý Lạc có thể cảm nhận thấy sự thân thiết cùng quan tâm trên người Lý Tình. Tới kinh thành mấy ngày, ngoại trừ Lý Trung Minh, Lý Tình là người duy nhất khiến hắn cảm thấy thân thiết. Cô mẫu! Lý Lạc nhìn nữ nhân mái đầu hoa râm trước mặt. Tốt quá! Thật là tốt quá! Lý Tình ôm Lý Lạc, nước mắt kìm không đặng chảy ra. Phụ thân con, nếu có thể nhìn thấy con thì tốt rồi. Lý Tình nói xong một câu, sắc mặt Lý lão phu nhân xa sầm. Đang vui vẻ, cô nãi nãi thân thể không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi. Lý Tình nhắc tới Lý Húc ngay lúc này, Lý lão phu nhân cảm thấy giống như đang tát vào mặt bà. Lý Húc 10 tuổi trốn nhà tới quân doanh lang bạt. Có vài người biết bà có quan hệ không tốt với mẫu tử Lý Húc. Cho nên Lý lão phu nhân nghĩ, Lý Tình cố ý nói như vậy, mà Lý lão phu nhân nói câu kia chính là cố ý không chừa mặt mũi cho Lý Tình. Lý Dương Thị lên tiếng, tỷ phu thân thể không tốt, đại tỷ chiếu cố tỷ phu vất vả, hay là ra sau viện nghỉ ngơi một chút. Không đi, Lý Tình cường ngạnh nói. Đa tạ mẫu thân và đệ muội quan tâm, hôm nay là ngày vui của Lạc Nhi, ta dù không thoải mái vẫn sẽ cố chống đỡ. Tính cách nàng luôn rất kiên cường, trước khi xuất giá từng va chạm với Lý lão phu nhân nhiều lần, hiện tại đã lập gia đình, nàng còn sợ Lý lão phu nhân hay sao? Chưa kể, Lý gia quan hệ gì tới hầu phủ, liên hệ gì tới tòa nhà mà đệ đệ nàng dùng mệnh đổi lấy, bây giờ cháu trai nàng mới là đương gia. Nếu không khỏe mà còn cố chống đỡ, tới lúc đó tổn hại thân thể, người khác lại nói Lạc Nhi bất hiếu. Lý lão phu nhân nói. Một câu của Lý lão phu nhân khiến Lý Tinh khó đáp lời, bởi vì bà lão dùng Lạc Nhi uy hiếp nàng. Chương 52.
lão công lại đến rồi. Tổ mẫu bất giận. Lý Lạc mở miệng. Tôn nhi biết thân thể ngài không tốt, mấy năm nay ở hầu phủ dưỡng bệnh cũng không có khởi sắc, cho nên mới lo lắng cho sức khỏe cô mẫu suy sụp giống ngài. Thế này đi, tổ mẫu và cô mẫu đều đi nghỉ ngơi một lát, đợi tới giờ cơm trưa, mẫu thân lại đi mời mọi người. Lý Tinh sửng sốt, sau đó cười nói. Lạc nhi nói đúng, mẫu thân ở hầu phủ hơn 5 năm, nhà đệ muội mới chuyển vào hầu phủ không bao lâu thì mẫu thân cũng tiến vào dưỡng bệnh. Tới bây giờ còn chưa khởi sắc, chắc là phong thủy hầu phủ không thích hợp để dưỡng bệnh. Đúng là chỉ có đại tỷ mới quan tâm thân thể mẫu thân nhất. Phu nhân Lý Huy mở miệng. Quá trình dưỡng bệnh đúng là có liên quan tới phong thủy. Ta nghe nói mấy ngày nay Từ Dũng Sư Thái đang ở kinh thành. Hay là hôm nào thì ngài tới phủ xem phong thủy một chuyến. Chọn ngày không bằng nhằm ngày. Một phu nhân khác mở miệng. Lý Lạc nhìn đối phương, vị phu nhân này hắn không quen. Đây là cháu dâu của tổ mẫu, thế tử phu nhân Khánh Bá Phủ. Lý Dương Thị giới thiệu với Lý Lạc. Cũng là đệ muội nhà mẹ đẻ của đại bá mẫu. Ấn theo bối phận, còn xưng hô bằng mợ là được. Mợ! Lý Lạc tiếp tục bán manh, phảng phất như chủ đề dưỡng bệnh vừa rồi không phải do hắn khơi mào. Ai úi, thật là bé ngoan! Thế tử phu nhân Khánh Bá Phủ mỉm cười tặng lễ vật. Đây là quà gặp mặt mợ tặng con. Con cảm ơn mợ! Đều là người một nhà, cảm tạ cái gì? Nói xong, Thế tử phu nhân Khánh Bá Phủ xoa đầu Lý Lạc, nói tiếp. Nghe nói, Từ Dũng Sư Thái tới kinh thành niệm kinh tụng Phật, cầu phúc cho Tần lão phu nhân. Hay là ta đi qua ngay bây giờ, có lẽ có thể mời đến. Hôm nay vẫn là... Lý Dương Thị nói tới một nửa, đã bị Thế tử phu nhân Khánh Bá Phủ cắt ngang. Hôm nay mọi người đều ở đây, Từ Dũng Sư Thái là nhân vật thế nào? Mời tới còn có thể cho mọi người biết về Phật Pháp. Ta đi mời. Nói xong, nàng hướng Lý Lão Phu Nhân và Trung Dũng Công Phu Nhân cúi người, đi ra ngoài. Không cho người khác cơ hội nói gì cả. Thế tử Phu Nhân Khánh Bá Phủ rời đi, thính đường lặng ngắt như tờ. Tề Vương Điện Hạ tới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới thanh âm. Tề Vương Điện Hạ. Mọi người ngay lập tức đứng dậy. Lý Lão Phu Nhân nhìn Lý Dương Thị. Lý Dương Thị lắc đầu. Nàng đâu có gửi thiếp mời cho Tề Vương Điện Hạ. Vậy sao Tề Vương Điện Hạ lại tới? Đúng lúc này, có hai thiếu niên bước vào cửa. Một người vẻ mặt nhiệt tình không kiềm chế. Một người là tao nhã cao quý. Hi, ngại quá, tới trễ rồi. Lý Đạm cười hì hì nói. Ta và Điện Hạ mới làm xong việc. Điện Hạ nghe nói ta tới hầu phủ chúc mừng lục đệ, cho nên cùng nhau tới đây tham gia náo nhiệt. Tề Vương Điện Hạ sẽ vô cớ tới tham gia náo nhiệt ư? Tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Ngay cả Trung Dũng Công Lão Phu Nhân cũng phải cúi chào. Hôm nay là tư yến của Lý gia, các ngươi không cần khách khí. Cố Quận Thần lạnh nhạt nói. Không biết tiểu hầu gia thích cái gì, thứ này coi như lễ gặp mặt đi. Vừa nói vừa cầm lấy mặt dây chuyền ngọc trên thắt lưng. Vương gia quang lâm hầu phủ là vinh dự cho hầu phủ, sao dám nhận đại lễ từ vương gia? Lý Lão Phu Nhân nói. Cố Quận Thần nhìn Lý Lạc. Thích không? Lý Lạc cảm thấy có chút vô ngữ. Cổ nhân thích tặng ngọc bội quá nhỉ. Hết hoàng thượng tặng ngọc bội, tới Trung Dũng Công Phu Nhân tặng ngọc bội, tới Tề Vương cũng tặng ngọc bội. Hắn thầy phiền đèo cũng đèo không hết. Thích! Lý Lạc ngọt ngào cười nói, tiếp nhận ngọc bội của Cố Quận Thần, đeo vào thắt lưng. Cũng may hôm nay hắn không đeo cái gì ở thắt lưng. Quà của Tề Vương Điện Hạ nhất định phải thích nha. Chương 53. Hoàng thượng tới tặng quà. Cố Quận Thần hơi nhếch khóe miệng, vươn tay khẽ mặt dây chuyền ngọc bội Lý Lạc đeo trên cổ. Miếng ngọc bội quý trọng này đừng tùy tiện mang ra ngoài. Nói xong thì kéo cổ áo Lý Lạc, nhét ngọc bội vào bên trong, sau đó giúp Lý Lạc chỉnh trang cổ áo. Lý Lạc tròn mắt ngạc nhiên, hắn không quá bất ngờ khi Cố Quận Thần nhận ra miếng ngọc bội. Hơn nữa, ý định ban đầu của hắn chính là muốn người khác nhận ra mặt ngọc bội để mọi người đều biết miếng ngọc bội này là do hoàng thượng ban thưởng cho hắn. Cử chỉ tùy ý của Cố Quận Thần khiến mọi người ngỡ ngàng. Cả kinh thành ai mà không biết Tề Vương, chất tử mà Chiếu Ninh Đế sủng ái nhất. Ngay cả hoàng tử ở trước mặt hắn cũng phải né tránh ba phần. Chưa kể, tính tình hắn lãnh đạm, rất ít ra ngoài, không ngờ hôm nay hắn lại tới Trung Dũng Hầu Phủ. Cho dù là do quan hệ với Lý Đạm,
nhưng cũng đủ để Trung Dũng hầu phủ nở mặt nở mày. Bổn vương ở chỗ này khiến các ngươi câu nệ, không bằng tới chỗ tiểu hầu gia ngồi một chút. Nghe thì giống như nghi vấn, nhưng chắc chắn không thể nghi ngờ. Được chứ, Tề vương ca ca, thỉnh. Lý Lạc nắm tay Cố Quận Thần. Cố Quận Thần siết chặt tay, rũ mắt, đôi mắt sâu như u đàm nhìn Lý Lạc. Nhưng nụ cười hài tử ngọt ngào, trong sáng, rực rỡ như ánh nắng. Bàn tay hài tử ấm áp, có lẽ bởi vì thời tiết. Tiểu hầu gia, thỉnh. Cố Quận Thần thanh âm không trầm thấp như nam tử thành niên, nhưng lạnh lẽo giống như tay của hắn. Đúng vậy, ngay vào lúc nắm tay Cố Quận Thần, Lý Lạc thiếu chút nữa là đẩy ra. Bàn tay lạnh như vậy, nói là lạnh như nước đá mùa đông cũng không ngoa. Ngay cả người có thể hàn bẩm sinh hoặc làn da lạnh lẽo cũng không lạnh tới mức này. Đột nhiên, Lý Lạc nhớ tới đoạn đối thoại hôm qua ở Hoàng Cung, là có liên hệ tới thân thể suy yếu của hắn sao? Nhưng yếu nhược cũng đâu tạo ra cơ thể lạnh như băng. Chẳng lẽ là do dược liệu? Lý Lạc vừa đi vừa tưởng tượng tới mức hai đầu mày như dính vào nhau. Cố Quận Thần hơi khó hiểu, cậu nhóc này đang suy nghĩ gì vậy? Tuy nhiên, bọn họ còn chưa rời khỏi Vạn Thọ Viện, một món quà lớn hơn đã đến. Thánh chỉ tới! Thánh chỉ, người trong thính đường đều nghe thấy. Lý Lão Phu Nhân và Trung Dũng Công Phu Nhân dẫn đầu đi ra. Mau đi báo cho Lão Thái Gia. Lý Lão Phu Nhân nói. Vâng. Lý Lạc, Cố Quận Thần và Lý Đạm là người tới đầu tiên. Hải Gia Gia. Hải Công Công tới tuyên chỉ. Chiếu Ninh Đế thật đúng là cho Lý Lạc thể diện. Cố Quận Thần nhìn thấy Hải Công Công cũng có vài phần kinh ngạc. Đồng dạng, Hải Công Công nhìn thấy Cố Quận Thần cũng thập phần bất ngờ. Nô tài tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Không cần khách khí. Cố Quận Thần đáp. Đa tạ Điện Hạ. Hải Công Công cười tủm tỉm, vẻ mặt như Phật cười. Tiểu hầu gia thông minh đáng yêu, không ngờ ngay cả vương gia cũng thích. Còn không phải sao, tay cũng nắm thế kia đi chứ. Cho nên Hải Công Công mới dám suy đoán. Nếu lúc này Cố Quận Thần buông tay Lý Lạc, có nghĩa là hắn đang ra vẻ. Không phải sao. Tiểu hầu gia rất dễ thương. Cố Quận Thần hùa theo Hải Công Công. Được xưng là tiểu hầu gia dễ thương, Lý Lạc vô cùng áp lực, cảm thấy chính mình giả bộ đáng yêu tới mức vô sĩ mất rồi. Hải Công Công tốt bụng, Tề vương ca ca thân thiết, ta cũng thích cả hai người. Mặc dù âm thầm khinh bỉ bản thân, nhưng ngoài miệng Lý Lạc ngọt ngào như mía lùi. Cố Quận Thần nhớn mày, cho dù là hoàng thúc, hay vị Hải Công Công dầu muối không ăn này đều bao dung cưng chiều tiểu hầu gia. Hôm nay xem như lính giảo, cái sự bao dung này đến từ miệng lưỡi ngọt ngào của tiểu hầu gia. Vậy lão nô phải cảm ơn tiểu hầu gia yêu thích. Hải Công Công cười suốt, người không quen còn tưởng đại tổng quản bên cạnh Chiếu Ninh Đế là người hàm hậu. Không cần cảm tạ. Lý Lạc buông tay Cố Quận Thần, chạy tới bên cạnh Hải Công Công, kéo tay áo ông, hỏi. Hải Gia Gia, Hoàng thượng tặng cho ta cái gì vậy? Hải Công Công cười to. Ngài đoán xem. Chương 54, hỏi về Ngọc Bội. Lý Lạc rậu môi suy nghĩ một lát. Ta không nghĩ ra, là bạc phải không? Hải Công Công nhịn không được, rúi rúi đầu hắn. Tiểu hầu gia chỉ thích bạc. Nhìn thấy nữ quyến cùng nam giới đều tới, ông cất giọng nói bén nhọn. Tiểu hầu gia là thần tử bệ hạ yêu thích nhất. Làm hầu gia rồi, chẳng lẽ hầu phủ còn thiếu bạc của tiểu hầu gia sao? Hải Công Công cảm thấy Lý Lạc còn nhỏ, không có người thân giúp đỡ. Đột nhiên về hầu phủ, chắc chắn rất dễ bị người bắt nạt. Cho là đứa nhỏ đáng yêu này bị thua thiệt, biểu hiện trong mắt Hải Công Công càng thêm sắc bén. Tuy Hải Công Công là hoạn quan, nhưng khi thế đại tổng quản hoàng cung cũng đủ nháy mắt hạ gục người hầu phủ. Ngoại trừ Cố Quận Thần, Hải Công Công là người khôn ngoan, ở trong lòng hoàng thượng, Tề Vương Điện Hạ là chí bảo, quý giá hơn ai hết. Hải Tổng quản đã tới. Lý Lão Thái Gia vội vàng tới nghênh đón. Hải Công Công yên tâm, cũng thỉnh hoàng thượng yên tâm. Lạc Nhi là tiểu hầu gia của hầu phủ chúng ta, thiếu bạc ai cũng sẽ không thiếu hắn. Lão phu nhân cũng cười bồi tội, trong lòng thầm nhủ, tiểu tổ tông sao lại lọt vào mắt vị đại nhân này. Địa vị Hải Công Công trong lòng Lý Lão Phu Nhân đương nhiên cao cao tại thượng. Cung yến mỗi năm bà đều tiến cung, từ xa có thể nhìn thấy Hải Công Công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.
Vào thời điểm đó, Hải Công Công chỉ là nô tài, nhưng một khi không có mặt hoàng thượng, Hải Công Công là sự tồn tại cao không thể với. Hải gia gia, tổ mẫu có tặng quà cho ta, tổ bá mẫu còn tặng ta ngọc bội, Tề Vương ca ca cũng tặng ta ngọc bội, giống y như ngọc bội mà hoàng thượng tặng. Vừa nói, hắn vừa rút miếng ngọc bội treo trên cổ ra. Ngài xem, Tề Vương ca ca nói, ngọc bội rất quý trọng, phải giữ cẩn thận. Tiếp theo, hắn lại khoe cái eo nhỏ của mình. Ngài xem nè, cái này là ngọc bội Tề Vương ca ca tặng. Cái eo của tiểu chú lùn đương nhiên không có lực hấp dẫn, nhưng ngọc bội bên hông Lý Lạc lại khiến Hải Tổng quản mở to mắt. Cái ngọc bội này, ông tức khắc nhìn Tề Vương. Cố quận thần đứng đó, thần sắc đạm mạc, như thể người Hải Công Công đang nhìn không phải hắn. Thực mau, Hải Công Công thu lại vẻ mặt. Miếng ngọc bội hoàng thượng ban thưởng rất quý giá, ngọc bội Tề Vương điện hạ tặng cũng quý giá. Sau đó, Hải Tổng quản nghiêm túc. Thánh chỉ đến, Trung Dũng Hầu Lý Lạc tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người quỳ xuống. Hoàng thượng thưởng. Kỳ thật, thứ mà Chiếu Ninh Đế tặng cho Lý Lạc là đồ ăn của Ngự Thiện Phòng, không phải cái gì trân quý. Hôm qua Lý Lạc tiến cung tặng thức ăn cho Chiếu Ninh Đế. Chiếu Ninh Đế cho rằng tiểu hài tử thích ăn điểm tâm, cho nên hôm nay mới ban thưởng điểm tâm. Lý Lạc tuổi còn nhỏ, đối với hài tử 5 tuổi, mấy thứ này mới là lễ vật hắn mong muốn. Nhưng mà, Lý Lạc thích bạc hơn. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên, không ngờ Thánh Thượng sai Hải Công Công tới chỉ để ban đồ ăn cho Lý Lạc. Đà tạ Hải Tổng quản, còn thỉnh Tổng quản đi vào uống chén trà. Lý Dương Thị hào phóng tặng phong bì đỏ. Hải Công Công cầm bao, cảm giác bên trong có rất nhiều. Trong cung còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại, các vị không cần tiễn. Nói xong, ông cúi đầu hành lễ với cố quận thần. Thiếu gia! Tân Bảo thở hổn hển chạy tới. Thiếu gia, đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị xong. Tân Bảo xách tới một cái giỏ lớn. Lý Lạc xách giỏ, dựa vào số tuổi của hắn thì có hơi cố sức. Hải gia gia, cái này tặng cho ngài mang về. Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Hải Công Công khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm như Phật. Ta tiễn Hải gia gia. Lý Lạc ngoan ngoãn nắm chặt ống tay áo Hải Công Công. Hải Công Công định cự tuyệt, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của hài tử, trong lòng ông cũng thích đứa nhỏ tiễn mình. Lý Lạc tiễn Hải Công Công ra cổng, hỏi. Hải gia gia, cái ngọc bội Tề Vương ca ca tặng ta có ý nghĩa khác thường đúng không? Chương 55, mối quan hệ của ngọc bội. Hải Công Công ngạc nhiên, không ngờ Lý Lạc lại hỏi cái này. Bất quá, Lý Lạc giải thích trước. Bởi vì Tề Vương ca ca nhìn thấy ngọc bội trên cổ ta, cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi Hải Gia Gia nhìn thấy ngọc bội của Tề Vương ca ca tặng ta, cảm giác cũng có chút kỳ quái. Hải Công Công không ngờ tiểu hài tử biết quan sát tinh tế như vậy. Cũng không sai, ông luôn tin tưởng Lý Lạc là hài tử đặc biệt thông minh, nếu không sao có thể đưa đồ ăn vào cung. Hơn nữa, hai miếng ngọc bội này không phải bí mật không thể nói. Miếng ngọc bội thánh thượng ban thưởng cho ngài cùng với miếng của Tề Vương điện hạ tặng là một đôi. Hải Công Công nói, nếu là thuộc về tình nhân thì nó là ngọc bội tình nhân. Nếu là phụ tử thì là ngọc bội phụ tử. Nếu là huynh đệ thì là ngọc bội thủ túc. Hai miếng ngọc bội này gọi là ngọc đôi, có thể hợp làm một. Miếng ngọc bội mà thánh thượng ban thưởng cho ngài chính là miếng ngọc bội mà 6 năm trước tiên hoàng, tức là hoàng huynh của thánh thượng đã tặng cho ngài ấy trước khi qua đời. Mà miếng của Tề Vương chính là tiên hoàng tặng. Cho nên đây là ngọc bội phụ tử. Lý Lạc không ngờ hai miếng ngọc bội có lai lịch như vậy. Thái tử Yến tặng ngọc bội cho Chiếu Ninh Đế, không cần nói cũng biết, chính là hy vọng Chiếu Ninh Đế chiếu cố ấu tử của mình. Nhưng tại sao Chiếu Ninh Đế lại tặng ngọc bội cho hắn? Lý Lạc không hiểu, tại sao ngay cả Tề Vương cũng tặng ngọc bội cho hắn? Hải Công Công xoa đầu Lý Lạc. Tiểu hầu gia là người có phúc, nhớ cất giữ cẩn thận hai miếng ngọc bội, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng. Lý Lạc tuy không rõ, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn Hải gia gia chỉ điểm, ta đã hiểu. Vậy ta liền cáo từ, tiểu hầu gia vào trong chiêu đãi khách nhân đi. Hải gia gia tái kiến.
hoàng cung. Hải công công hồi cung, báo cáo chuyện hôm nay. Tiểu hầu gia tặng lão nô một ít đồ ăn. Chiếu Ninh Đế nhìn vẻ mặt Hải công công đầy đắc ý, nhớn mày. Người thích hài tử kia quá nhỉ? Tiểu hầu gia chẳng giống lão hầu gia chút nào. Lão hầu gia anh dũng thiện chiến, là anh hùng, nhưng ngũ quan cương ngạnh, mà tiểu hầu gia ngũ quan nhu hòa hơn nhiều. Hải công công dĩ nhiên rất quen thuộc với Lý Húc. Hồi còn nhỏ Chiếu Ninh Đế tới quân doanh, Hải công công đi cùng chăm sóc. Chiếu Ninh Đế khó có dịp cười một tiếng. Tính cách cũng không giống, Lý Húc tính cách lạnh nhạt, tiểu hầu gia thì hoạt bát. Là hoạt bát, thông minh lại đáng yêu. Hải công công nhẹ giọng khen ngợi. Xem ra người rất thích hắn. Chiếu Ninh Đế khó có dịp thấy Hải công công thích hài tử, thở dài. Chờ ngươi già rồi, chậm sẽ mua cho ngươi một cơ ngơi bên ngoài, cho ngươi dưỡng lão. Tốt nhất là mua ở bên cạnh hầu phủ. Tiếp theo Hải công công nói. Tiểu hầu gia tặng rất nhiều rượu trái cây, chắc là cố ý qua tay lão nô tặng cho thánh thượng. Tiểu hầu gia thật là có hiếu với thánh thượng. Rồi. Chiếu Ninh Đế nhịn không nổi mắng một câu. Ngươi là nói mấy nhi tử của trẫm không hiếu thuận như hắn hay sao? Lão nô không dám. Hải công công hiểu rõ, các hoàng tử hiếu thuận là vì vị trí thái tử, vì ngôi vị hoàng đế. Lý Lạc hiếu thuận, đó là thuần túy, là kính lão ái ấu. Hải công công tự suy đoán, Lý Lạc hiếu thuận, thuần túy là muốn ôm đùi. Hôm nay ở hầu phủ, lão nô đụng phải Tề Vương Điện Hạ. Hải công công nói. Quận thần tới hầu phủ làm gì? Chiếu Ninh Đế cảm thấy một thiếu niên 13 tuổi với một hài tử 5 tuổi, căn bản không có chung đề tài. Chương 56. Lòng bàn tay ngứa. Lúc lão nô tới hầu phủ, tiểu hầu gia, Tề Vương Điện Hạ và Trung Quốc công phủ Lý Đạm thiếu gia ra đầu tiên. Cho nên lão nô phỏng đoán Tề Vương Điện Hạ hẳn là đi theo Lý Đạm thiếu gia tới. Hải công công trả lời. Quận thần tâm tư tỉ mỉ. Nói nửa câu, Chiếu Ninh Đế lái sang chuyện khác. Ngày hôm qua Lạc Nhi tới, trẫm không phải nói hôm nay sẽ ra người đi tặng lễ vật sao? Có lẽ quận thần biết chuyện nên mới đi. Hoàng thượng phái người tới chúc mừng, vương gia là thần tử, đương nhiên cũng phải đi. Đáng tiếc hôm nay đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử không có ai tới. Hoàng thượng nói phải, nhưng mà Tề Vương Điện Hạ đã tặng khối ngọc kia cho tiểu hầu gia. Ngày ấy nhìn thấy tiểu hầu gia xem ngọc bội ngài tặng như bảo bối mà đeo ở trên cổ. Chiếu Ninh Đế dở khóc dở cười. Cái gì mà giống như bảo bối? Giá trị của miếng ngọc bội đó không phải là vì chất ngọc, mà vì hai miếng khi ghép lại với nhau tạo thành một đôi ngọc mới có giá trị. Đã tặng rồi thì thôi. Nói không chừng sau này hai tử có thể dùng hai miếng ngọc bội làm đồ gia truyền. Hải công công nghe xong cũng nhoẻn miệng cười. Nam khách nhân ở nghênh tân cát cực kỳ khẩn trương. Như thể chỉ hít thở thôi cũng có thể đắc tội vị Tề Vương kim tôn ngọc quý. Cố quận thần ngồi ở chủ vị. Lý Trạch đã nhường chỗ. Cả một khúc trường kỵ dài, không ai có dũng khí ngồi bên cạnh cố quận thần. Lúc Lý Lạc bước vào, điểm tâm lần nữa được nâng lên. Hắn vừa trò chuyện với Hải công công một lát, tân bảo dẫn cố quận thần tới đây. Vừa bước vào nghênh tân cát, bắt gặp ánh mắt cố quận thần, Lý Lạc cười toe toét đi đến bên cạnh cố quận thần, sau đó ngồi xuống. Nghe đại ca ngươi nói, chỗ này là ngươi tự thiết kế. Cố quận thần hỏi. Vâng, rất tuyệt đúng không? Lý Lạc biểu tình đắc ý, mang theo vẻ thiên chân vô tà của hài tử. Không tồi. Cố quận thần chân thành khen ngợi. Tự mình nghĩ ra. Đương nhiên. Lý Lạc hất cằm. Ta rất thông minh đó. Có ai tự khen mình vậy không? Món điểm tâm này rất ngon, đặc biệt là khoai chiên với rượu trái cây. Đại ca ngươi nói cũng là do ngươi nghĩ ra. Cố quận thần nói tiếp. Lý Lạc cả kinh. Chẳng lẽ cố quận thần có suy tính gì khác? Hay là phát hiện ra cái gì? Vâng. Suy nghĩ Lý Lạc thay đổi nhanh chóng. Nhà dưỡng mẫu ta rất nghèo. Mỗi củ khoai tây đều được cắt mỏng ơi là mỏng. Mỗi lần chiên lên sẽ hơi cháy, nhưng ăn giòn giòn. Ta cảm thấy rất ngon nên thường xuyên làm như vậy. Rượu trái cây này cũng đơn giản,
Nhà nghèo trên núi có rất nhiều trái cây dại, ăn không hết thì sợ hư, nhưng lại tiếc bỏ đi, cho nên làm thành rượu. Như vậy rượu sẽ càng thơm càng thơm. Cố Quận Thần nhướng mày, trong đầu chợt lóe lên bộ dáng khi nãy nhóc con chạy bộ tới, có chút lưu xa lưu siêu. Kỳ thật 2-5 tuổi đi đường chưa thực sự ổn trọng cho lắm. Nghênh Tân Các không ai dám nói chuyện. Cố Quận Thần hỏi một câu, Lý Lạc đáp một câu. Tề Vương Điện Hạ không để ý đến chuyện bên ngoài, người khác cảm thấy thế nào không liên quan gì tới hắn. Hắn ngồi trong chốc lát, ăn hết một đĩa khoai tây chiên, uống hết một bình rượu trái cây nhỏ. Lúc Tề Vương Điện Hạ uống rượu, mọi người lặng lặng nhìn, chờ hắn uống xong, gương mặt hơi ửng đỏ, quả thật là tuấn nhã vô song. Cố Quận Thần buông chén. Bổn vương có phải khiến các ngươi câu nệ hay không? Hỏi câu thế này, ai mà đáp nổi? Nếu vậy, bổn vương cáo từ trước. Cố Quận Thần đứng dậy. Cùng tiễn vương ra. Mọi người đứng dậy theo, có muốn giữ lại cũng không dám. Lý Lạc giữ chặt ống tay áo Cố Quận Thần. Tề vương ca ca thích khoai tây chiên với rượu trái cây. Ta sai người chuẩn bị một ít cho ca ca mang đi nhé. Cố Quận Thần rũ mắt, nhìn đôi con người sáng lấp lánh, cặp mi dài cong cong. Cố Quận Thần vẫn nhớ nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp. Đối với cơ thể lạnh giá của hắn mà nói, đó là ngọn lửa, thiêu đốt trong lòng bàn tay, rất ngứa. Được. Lý Lạc cười ngọt ngào, mang Cố Quận Thần vào tầng hầm trong phòng cách vách. Chương 57. Ngươi phải tin tưởng ta. Cố Quận Thần hơi nhướng mày. Không ngờ ở gian cách vách là một gian thủy nguyệt động thiên. Trông giống như thư phòng, với một góc được thiết kế nâng lên, phủ thảm lông, kê một cái bàn lùn. Trên bàn lùn đặt bộ văn phòng tứ bảo, bao gồm cả nghiên mực và bút. Thiết kế giản lược, nhưng rất phong cách. Góc còn lại là đường đi xuống tầng hầm. Bậc thang tròn không dốc, ánh sáng đầy đủ. Cố Quận Thần ngẩng đầu, phát hiện trên mái nhà thế nhưng trong suốt. Ánh sáng từ mái nhà chiếu xuống nên các bậc thang rất sáng. Lý Lạc đi ở phía trước. Tiểu Hai Tử nắm tay vịn, đi chậm từng bước. Dù sao thì chân hắn quá ngắn, người có một khúc. Đột nhiên, Cố Quận Thần duỗi tay, đôi tay xuyên qua nách Hai Tử, nhấc Hai Tử lên khỏi bậc thang. Vào khoảnh khắc cơ thể bay lên không trung, trái tim Lý Lạc căng thẳng, hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn lại cảm giác thấy đôi tay dưới nách phi thường mạnh mẽ. Tề vương ca ca! Lý Lạc gọi. Ừ. Cố Quận Thần đi tới cuối cầu thang mới đặt hắn xuống. Tầng hầm không ẩm ướt, có một ít cỏ khô để hút ẩm. Điều khiến người ta không khỏi bình tĩnh nổi chính là hương khí phiêu lãng trong tầng hầm, đều là hương rượu. Không ngờ dưới tầng hầm này cất giấu nhiều rượu như vậy. Lý Lạc mở chung rượu trái cây, sau đó dùng đồ lọc để lọc rượu. Vóc dáng nhỏ nhắn, động tác không được lưu loát, nhưng trông rất thú vị. Đây là rượu trái cây nào? Cố Quận Thần hỏi, mặc dù ngửi rõ mùi hương, nhưng hương rượu hỗn loạn, không nhận ra loại trái cây lên men kia là trái gì. Quả nho, hiện tại là mùa thu hoạch nho, giá thành rẻ, hơn nữa, giá trị dinh dưỡng của rượu nho rất cao. Lý Lạc giải thích. Giá trị dinh dưỡng? Từ ngữ thật mới mẻ. Đương nhiên Cố Quận Thần vẫn hiểu bốn chữ giá trị dinh dưỡng là gì, nhưng cách sử dụng bốn chữ kết hợp như vậy có chút thú vị. Vâng, rất tốt cho cơ thể. Tuy là không đạt tới mức độ của rượu vang đỏ hiện đại, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là rượu vang đỏ lậu. Có thể cường thân kiện thể, bổ sung nhiều loại chất dinh dưỡng. Tỉ như vitamin và khoáng chất, cổ nhân không hiểu nên Lý Lạc giản lược một chút. Đầy mắt quạnh quẽ của Cố Quận Thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Người hiểu cũng nhiều nhỉ? Dĩ nhiên, ta thích y thư, còn biết chữa bệnh nữa đó. Lý Lạc có chút kiêu ngạo nói. Tiếng cười trầm đục, giống như bề ngoài của Cố Quận Thần, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng mà, loại cảm giác này rất hấp dẫn. Dựa vào con mắt gay chuyên nghiệp như Lý Lạc, người này khi lớn lên nhất định sẽ mê chết người ta. Đáng tiếc, sống không quá 20 tuổi. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không khỏi hỏi. Tề vương ca ca không tin, có dám để cho ta bắt mạch không? Cố Quận Thần rắn tay áo, lộ ra nửa cánh tay, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay ra trước mặt Lý Lạc. Lý Lạc ra dáng ra hình bắt mạch cho Cố Quận Thần.
mạch đập hơi yếu, không mạnh mẽ như người bình thường. Nhìn từ bên ngoài thì không nhận ra bên trong thân thể cố quận thần, nhưng bắt mạch xong mới biết cơ thể hắn rất tồi tệ. Giống như Lý Lạc phỏng đoán ban đầu, cơ thể lạnh như băng là do dược liệu ảnh hưởng. Sao rồi tiểu đại phu? Có tra ra tình huống thế nào không? Cố quận thần bình tĩnh hỏi. Lý Lạc làm bộ thu hồi tay, chống cằm nhỏ suy nghĩ một lúc. Có phát hiện ra thứ gì đó, nhưng phải suy nghĩ cái đã. Vậy phiền toái tiểu đại phu phối dược. Cố quận thần cảm thấy đứa nhỏ rất buồn cười. Cũng không có gì phiền phức. Nhưng trước đó, ta muốn một chút máu của Tề Vương ca ca để phân tích. Lý Lạc nói. Đột nhiên, không khí xung quanh đông cứng. Lý Lạc biết, hỏi như thế có hơi va chạm cố quận thần. Câu hỏi có hơi chút bốc đồng. Cố quận thần sinh hay tử không liên quan gì tới hắn. Nhưng cuộc đời này luôn luôn có những khoảnh khắc bốc đồng. Chưa kể, một người tuấn tú thế này, Lý Lạc cảm thấy chỉ cần nhìn thôi, tâm tình cũng đủ vui sướng. Tề Vương ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Lạc giữ chặt tay cố quận thần. Chương 58, Đại Phu Tiểu Hầu Gia. Được. Cái gì? Cái từ được này của cố quận thần quá ư bất ngờ, khiến Lý Lạc không kịp phản ứng. Cố quận thần duỗi tay. Dao, chén. Chờ một chút. Lý Lạc nhảy lên cầu thang, chạy ra ngoài tầng hầm. Một lúc sau, Lý Lạc trở lại tầng hầm với một cái chén. Trong tầng hầm có sẵn đao. Lý Lạc đặt chén lên bàn, đưa đao cho cố quận thần. Cố quận thần nhận đao, không chút do dự tự rạch lên cánh tay. Trên cánh tay còn sót lại máu đỏ. Lý Lạc duỗi một ngón tay, chấm ít máu, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Tức khắc, hắn cau mày. Mùi máu này là... Bộ dáng tiểu hài tử cau mày nghiêm túc, không giống một đứa nhỏ 5 tuổi. Đủ rồi! Nhìn thấy cố quận thần còn chảy máu, Lý Lạc vội vàng ngăn cản. Cố quận thần rút ra một cái khăn. Có thể băng bó giúp ta hay không? Được chứ! Lý Lạc thành thạo băng bó vết thương, cuối cùng còn thắt một cái nơ còn bướm xinh xắn. Trông đẹp không? Thắt xong, hắn hỏi một câu. Cố quận thần sắc mặt vô cảm nói. Đẹp, số rượu này ta sẽ mang đi. Còn việc phân tích máu, làm phiền đại phu tiểu hầu gia. Đại phu tiểu hầu gia, cái tên này Lý Lạc nghe xong quả thực vô ngữ. Được. Lý Lạc trả lời. Tiễn cố quận thần ra cửa, nhìn hắn lên xe ngựa. Tâm trạng Lý Lạc có hơi nặng nề. Căn cứ vào vị máu của cố quận thần, hắn đoán có thể là máu nhiễm độc trì. Nghĩ tới đây, Lý Lạc không còn tâm tư đi tụ tập. Hắn phải xác định lại một chút đó có phải là máu nhiễm độc trì hay không. Nhiễm độc kim loại nặng, thời đại này sao có chuyện nhiễm độc kim loại nặng? Cho dù là tinh luyện, cũng không phải thứ người thường có thể làm ra. Hơn nữa, hắn chưa thể xác định được cố quận thần bị độc mãn tính hay cấp tính. Nghĩ vậy, Lý Lạc nói với Tân Bảo. Đi tìm kỹ quản gia, kêu ông ấy tới gặp ta. Vâng. Lý Lạc không trở lại nghênh Tân Các, mà vào thư phòng của mình, hắn đơn độc nói chuyện với kỹ quản gia trong thư phòng. Tiểu hầu gia, ngài tìm ta hả? Kỹ quản gia rất tôn kính Lý Lạc, mặc kệ là tôn kính thật hay tôn kính giả, ít nhất ngoài mặt vẫn là tôn kính. Thôn trang phía bắc của ta có người ở không? Lý Lạc trực tiếp hỏi. Lúc nô tài mua thôn trang đã sai người dọn dẹp, nhưng vẫn chưa có ai, bởi vì không biết tiểu hầu gia định làm gì. Kỹ quản gia trả lời. Lý Lạc gật đầu. Đi chuẩn bị đi, ta muốn tới thôn trang ngay bây giờ. Bây giờ... Nhưng bây giờ... Có lẽ không thích hợp rời khỏi hầu phủ trong tình huống này. Kỹ quản gia do dự. Lý Lạc nhớn mày. Ta đang phân phó kỹ quản gia. Kỹ quản gia căng thẳng. Tiểu hài tử 5 tuổi luôn khiến ông cảm thấy áp lực. Vậy thì... Tiểu hầu gia nói với lão phu nhân trước một tiếng. Kỹ quản gia đề nghị. Nếu lão phu nhân đồng ý, ông không có ý kiến. Đi mời lão phu nhân. Lý Dương Thị được Bình An mời đến. Vừa tới cửa phòng ngủ, đã thấy Lý Lạc đang chờ. Nàng không hề dao động bước vào, tiến vào thư phòng của Lý Lạc. Mẫu thân! Nhìn thấy Lý Dương Thị tiến vào, Lý Lạc đứng dậy chào hỏi. Sao vậy? Đột nhiên mời mẫu thân tới, xảy ra chuyện gì sao? Lý Dương Thị hỏi.
Lý Lạc gật đầu. Có chuyện muốn nói với mẫu thân. Ta muốn tới thôn trang nội thành phía Bắc. Đại khái sẽ ở lại khoảng một thời gian mới trở về. Lý Dương Thị giật mình. Sao đột nhiên lại quyết định tới thôn trang nội thành phía Bắc? Nàng biết thôn trang nội thành phía Bắc của Lý Lạc là do Kỷ quản gia giúp thu mua. Nhưng ngày hôm nay lại đột nhiên tới thôn trang nội thành phía Bắc. Nàng không hiểu. Mà đối với Lý Lạc, nàng cũng có thái độ khá thân thiện. Bản thân Lý Dương Thị là người có tu dưỡng. Có lẽ nàng và Lý Lạc không có thân tình, nhưng đều là người ngồi chung thuyền. Bảo vệ lợi ích đối phương chính là bảo vệ lợi ích cho mình. Chương 59. Thôn trang nội thành phía Bắc. Vâng, con và Tề Vương Ca Ca có ước định, nhưng không thể nói ra. Lý Lạc qua loa trả lời. Có liên quan tới Tề Vương. Lý Dương Thị nghe không hiểu, nhưng sự tình liên quan tới Tề Vương, nàng không tiện hỏi thăm. Tuy Lý Lạc mới 5 tuổi, nhưng ở chung với nhau nửa tháng, nàng tương đối hiểu biết hắn, là hài tử rất có tính tự lập. Kiểu người thế này rất thích hợp làm đương gia hầu phủ. Hơn nữa, Lý Lạc cũng rất kính trọng mẫu thân mình. Nhất định phải đi hôm nay ư? Lý Dương Thị hỏi lại. Vâng, càng sớm càng tốt. Lý Lạc đáp. Được rồi, ta sẽ nhờ Kỳ quản gia sắp xếp. Còn muốn mang theo những ai? Lý Dương Thị trong lòng thầm nghĩ, sắp xếp một ít người đáng tin cậy, phòng khi xảy ra chuyện, có hối hận cũng đã muộn. Con không có ở đây, trong viện nhờ mẫu thân để ý, cho nên con muốn mang theo Tân Ma Ma, thôn trang bên kia còn chưa có người. Lý Lạc nói, Tân Bảo, Lý Trường Thành, Lý Trường Thật đều đi. Nhà hoàn thì mang theo Bình An và Nguyên Mặt là đủ, đầu bếp cũng mang. Còn có, con sẽ tìm Lý Thúc cùng đi. Có Lý Trung Minh đi theo, Lý Dương Thị trong lòng yên tâm. Hơn nữa, Tân Ma Ma và Bình An là người một nhà. Trở về nàng cũng có thể dò hỏi tình huống. Được rồi, hầu phủ đã có mẫu thân. Lạc Nhi, mẫu thân biết con thông minh. Con nên biết, mặc kệ phát sinh sự tình gì, mẫu thân, con, Hồng Nhi, Lâm Nhi, còn có hầu phủ, chỉ có 4 người chúng ta là nhất thể. Mẫu thân yên tâm, Hài Nhi ghi nhớ mẫu thân dạy bảo. Thực ra tính tình Lý Lạc khá lười biếng, nhưng máu nhiễm độc trì là việc rất nghiêm trọng. Phải thí nghiệm càng sớm càng tốt. Nếu không, đợi tới khi Cố Quận Thần bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù có giải độc, tổn thương về thân thể sẽ không bao giờ bù đắp được. Lý Lạc rời đi cửa bên hông, bởi vì trong phủ còn có khách nhân, không thích hợp đi từ lối chính. Đồ đạc và đoàn tùy tùng tổng cộng có 5 chiếc xe ngựa. Lý Lạc và Tân Bảo một chiếc, Lý Trung Minh, Lý Trường Thành và Lý Trường Thật cưỡi ngựa. Tân Ma Ma, Bình An và Nguyên Mạt một xe. Đầu bếp nữ và 4 nhà hoàn chạy vặt một xe, Kỷ quản gia và 4 gã gia đình một xe, những người còn lại thì vào một chiếc. Lúc rời phủ, Lý Lạc đã chào hỏi Lý Hồng. Lý Hồng sẽ thay mặt tiếp đón khách nhân trong ngành tân cát. Huống chi đứa nhỏ 5 tuổi không thể nào trò chuyện về phong hoa tuyết nguyệt với đám nam nhi mới lớn. Từ hầu phủ tới thôn trang nội thành phía Bắc mất 2 canh giờ đi đường. 2 canh giờ là 4 giờ đồng hồ, lộ trình không xa không gần. Lý Lạc không thích xe ngựa cho lắm. Mặc dù xe ngựa hầu phủ thoải mái cỡ nào đi chăng nữa, hắn cũng không thích. Mỗi lần đi qua một cái hố trên đường, mông lại rung một cái, không đau lắm, nhưng cũng có chút choáng váng. Rốt cuộc cũng hết 2 canh giờ, mọi người tới thôn trang. Thôn trang nội thành phía Bắc kỳ thật có hơi hẻo lánh. Bên cạnh ngoại trừ đồng ruộng chính là thôn trang. Dân cư phụ cận đều sinh sống dựa vào thôn trang hoặc đồng ruộng. Vì chưa ăn trưa, nên vừa lúc tới thôn trang, Tần Mà Mà lập tức sai nữ đầu bếp đi nấu cơm. Nguyên Mạt và Bình An đi quét tước phòng ngủ, quay về hướng nam của Lý Lạc. Kỷ quản gia, ngươi vào trong thôn mua sắm ít đồ vật. Lý Lạc yếu ớt nói. Đi mua 10 con gia cầm, gà vịt đều được. Thuê thêm 4 tên tiểu tử và tiểu cô nương tới đây. Tiền công, ngươi thấy phù hợp thế nào thì tự quyết định. Vâng. Làm phiền. Lão nô không dám. Thật là không dám, tiểu hầu gia ra mệnh lệnh rõ ràng, thẳng tới thời điểm này, Kỷ quản gia mới chân chính nhận thức rõ. À không, từ lúc ở chỗ Lý Dương Thị tới hôm nay, ông đã nhận thức rõ. Đầu bếp nữ động tác mau lẹ, đầu tiên là nấu cho Lý Lạc một tô mì. Mì nấm hầm gà và rau xanh, hương vị thanh đạm, nước lèo tươi ngon.
thu dọn nhà cửa là sở trường của Bình An và Nguyên Mạt. Bụi trong nhà bị lau sạch sẽ, mở cửa sổ để thoáng khí. Đợi Lý Lạc ăn xong trở về, bên trong không còn tí bụi bẩn. Các ngươi đi ăn cơm đi, đừng để đói bụng. Lý Lạc là vị chủ tử rất biết săn sóc. Vâng. Vừa mới ăn cơm không thể ngủ liền, cho nên Lý Lạc xoa xoa cái bụng to, đi dạo trong thôn trang. Trong thôn trang không có nhiều nhà cho lắm, rất nhiều đất trống. Vốn dĩ thôn trang nội thành và ngoại thành không phải là nơi dùng để ở, mà là nơi chủ nhân tới du ngoạn. Cho nên không chỉ thôn trang của Lý Lạc, mà các thôn trang khác đều giống vậy. Lý Lạc đi dạo, suy nghĩ tới cách sử dụng đất trống, kế hoạch trong đầu chậm rãi chuyển động. Đi dạo hết một phòng cũng mất một giờ, hắn trở lại trong viện. Kỳ quản gia còn chưa quay lại, mọi người đã dùng bữa xong, đang ổn định phòng ở. Tần Mà Mà phân bổ công việc cho nhóm nhà đầu. Tần Mà Mà, người có bạn già không? Lý Lạc đột nhiên hỏi. Chương 60, Bình An muốn gì? Nghe Lý Lạc hỏi chuyện, Tần Mà Mà sửng sốt một lúc rồi nói. Bạn già của lão nô đã đi rồi. Trong nhà chỉ còn nhi tử, con dâu, cháu gái và Tân Bảo. Tân Bảo may mắn làm người hầu cho tiểu hầu gia. Ba người trong nhà nhi tử đang làm việc ở thôn trang của lão phu nhân. Dừng một chút, Tần Mà Mà nói thêm. Lúc lão phu nhân gả cho lão hầu gia, có mang tới một thôn trang. Mẫu thân của lão hầu gia cũng để lại một thôn trang. Lão hầu gia cưới lão phu nhân xong thì giao thôn trang cho lão phu nhân quản lý. Cho nên, ngoại trừ gia đình lão nô, người quản lý thôn trang hồi môn của lão phu nhân là gia đình họ Vương. Tần Mà Mà giống như đang tùy tiện nói chuyện, nhưng trên thực tế, bà đang gián tiếp báo với Lý Lạc về của cải của hầu phủ. Lý Lạc có để tâm mấy thứ này hay không, Tần Mà Mà không biết, nhưng bà tin tiểu hầu gia không đơn giản như một hài tử 5 tuổi bình thường. Ít nhất thì làm việc rất cam đảm, khí thế cường đại. Người có muốn đưa ba người nhà nhi tử tới thôn trang này làm việc hay không? Sau này ta có tới đây cũng thuận tiện. Ta có thể mang theo ngươi và Tân Bảo cho cả gia đình đoàn tụ. Lý Lạc hỏi, hắn có tính toán riêng. Tần Mà Mà từ sớm đã biểu hiện rõ lập trường. Hơn nữa, bản thân mình cũng không có hạ nhân tâm phúc, cho nên mới ném cành ô lưu cho Tần Mà Mà. Chưa kể, tiểu tử Tân Bảo khá lanh lợi. Tần Mà Mà nghe xong, mắt sáng lên. Có thể đoàn tụ với nhi tử, bà tự nhiên cao hứng. Nhưng lão nô là thị tỳ của lão phu nhân. Không có vấn đề, ta sẽ nói với mẫu thân. Nói tới đây, hắn ngừng một chút. Nếu tương lai Tân Bảo có tiền đồ, có chính kiến riêng, ta sẽ xóa bỏ nô tịch cho hắn, để hắn trở thành lương dân. Tần Mà Mà đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nước mắt trực tiếp rơi xuống. Bà lùi về sau vài bước, quỳ gối với Lý Lạc. Đà tạ tiểu hầu gia, đà tạ tiểu hầu gia, đà tạ tiểu hầu gia. Ai muốn làm nô lệ cả đời? Bà và nhi tử không có lựa chọn, nhưng nếu Tân Bảo có cơ hội, nhi tử nhi nữ của Tân Bảo không phải là... Tần Mà Mà hạnh phúc tới mức không biết thể hiện thế nào. Lý Lạc mỉm cười. Chủ tử bình thường không nỡ xóa bỏ nô tịch, nhưng Lý Lạc không phải người cổ đại. Ngay cả ở hiện đại, tuy rằng trong nhà có rất nhiều người giúp việc, nhưng đều là ký hợp đồng thuê mướn. Cho dù một số người sinh ra đã cao quý và giàu có hơn những người khác, nhưng Lý Lạc muốn sự trung thành, chứ không phải là thứ được bảo đảm bằng khế ước nô lệ. Một lúc sau, kỷ quản gia quay lại, dẫn theo 4 gã sai vặt và 4 nhà đầu ông mới thuê. Trong tay kỷ quản gia còn cầm thêm bánh nướng. Có lẽ là đói bụng nên mua ở trong thôn. Kỷ quản gia không còn trẻ, sắp sửa 60, nhưng cơ thể rắn chắc, nhìn qua cứ như đang ở độ tuổi ngũ tuần. Nhìn thấy Lý Lạc, kỷ quản gia cắn 3 miếng, nhét hết miếng bánh vào trong miệng. Nhanh chóng nhai 2 cái rồi nuốt xuống. Hầu gia, đã mua xong người và gia cầm. Lý Lạc gật đầu. Đi cắt gia cầm tới chỗ nào đó để nuôi. Mấy người này giao cho Tân Ma Ma an bài. Tiểu công tử, các ngài có mua thân ghế không? Một người tiến lên hỏi. Thuê trước mấy ngày, nếu biểu hiện tốt, làm việc có trách nhiệm, có thể mua thân ghế. Nhà ngươi có gần đây không? Lý Lạc hỏi. Tiểu công tử yên tâm. Nhà ta ở ngay bên cạnh thôn, chúng ta là người rất thành thật, còn làm việc chăm chỉ. Phó Cường nói, người trong thôn chúng ta đều làm việc ở thôn phụ cận, ngày thường hay làm việc đồng áng, cho nên cái gì cũng có thể làm.
Nhưng mà nhà nghèo, không có tiền cưới vợ. Nói xong còn cười hắc hắc vài tiếng. Tốt thôi, nếu người thực sự thành thật, còn có năng lực, tiền cưới vợ, ra cho. Lý Lạc sảng khoái nói. Phó Cường. Kỵ quản gia nhắc nhở. Chủ tử nhà ta là Trung Dũng Hầu do Thánh Thượng sắc phong. Hầu gia thân phận tôn quý, không được vô lễ. Trong đầu bá tánh bình dân, huyện lệnh đã là nhân vật rất chi ghê gớm. Hầu gia tôn quý cỡ nào, Phó Cường không dám tưởng tượng. Cho nên Phó Cường lập tức quỳ xuống. Là tiểu nhân không biết lễ nghi, thỉnh hầu gia thứ tội. Kỵ quản gia đừng dọa hắn. Lý Lạc cười khúc khích. Nhân sinh có quá nhiều thứ không vừa ý. Thập niên cửu hạn phùng cam vũ, thiên lý tha hương ngộ cố trí, thục nữ động phòng hoa trúc giả, nột nho kim bảng quại danh thì. Tứ hỷ sự là đáng giá cao hứng, cưới vợ sinh con cũng coi như là đêm động phòng hoa trúc. Mấy câu này, người không biết chữ nghe cũng hiểu, Phó Cường đỏ mặt, có chút xấu hổ cười cười. Tiểu hầu gia, tính toán thời gian, nô tài nên trở về hầu phủ. Kỵ quản gia sợ là về quá trễ, dù sao sự tình trong phủ hôm nay rất nhiều. Ừ. Gia gia, mấy ngày nữa không thể gặp nhau, còn tiễn ngài. Bình An nói. Được. Bình An tiễn quản gia ra tận cổng, dọc theo đường đi thân thiết nắm tay ông. Kỵ quản gia và kỵ mama chỉ có một nhi tử là Kỵ Tín. Kỵ Tín và thê tử chỉ có một nữ nhi là Bình An. Bình An là người hiểu chuyện và ổn trọng. Hiếm khi nào thấy nàng nắm tay kỳ quản gia thế này. Hôm nay nắm tay, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Gia gia, còn mới nghe tiểu hầu gia và tân mama nói chuyện. Hết chương 60.